Xin chào các bạn. Ở video trước mình đã chế mâm kèm thép tròn để tiện và gia công thêm một bộ khuôn dập cắt ngàm ống sắt tròn này. Khuôn này do mình khoan lỗ ở miệng vào ống hơi lớn và phần ngàm cắt trong ống mình đã tiện hơi sâu nên cắt không đứt được hết, và cuối cùng ở phần đuôi của mũi đột có một bậc như thế này làm cho phôi không thể rơi ra được, sẽ dẫn đến kẹt phôi. Video này mình sẽ xử lý những lỗi đó, và mặt bên này của mũi đột mình sẽ tiện thêm một ngàm cắt nữa để có thể thay đổi. Phần mâm kẹp mình đã thay đổi chiều dài của bét kẹp cũng như khoan thêm lỗ ren để tùy chỉnh được. Về nhu cầu cắt ngàm ống trong công việc của mình không nhiều nên thép C45 có thể đáp ứng được hiệu quả cũng như là độ bền. Lần này làm khuôn cắt ngàm ống P27 nên mình sẽ tiện mũi đột có kích thước là 27mm. Tiếp theo là tiện ngàm cắt trong. Ở đây mình dùng dao hàn chip hợp kim K30. Ngàm cắt này mình sẽ tiện lấy kích thước là 24mm, có thể lọt được ống kẽm P27 loại 1mm trở xuống. Tiếp theo ở mặt sau mình sẽ tiện thêm một ngàm cắt nữa. Khi tiện ngàm cắt xong, mình sẽ cắt bỏ phần có bậc tròn ở đuôi mũi đột để khi đột phôi sẽ dễ dàng rơi ra. Tiếp theo là khuôn cắt ngoài, mình sẽ tiện lỗ trong có kích thước là 27mm.
Tiếp đến là mình sẽ khoan tạo ren M10 ở mặt sau của khuôn và lỗ V27 ở mặt trước. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý nhiệt để tạo độ cứng cho khuôn. Mũi đột trong này mình đã tiện xuống một bậc có kích thước là 24mm để vừa với lò xo, và mình sẽ hèn thêm một vòng căn để cố định lò xo này lại. Ok, khuôn đột của mình đã gia công xong. Bây giờ mình sẽ thử đột với ống kẽm Phi27. Lần này đột có vẻ hiệu quả hơn vì ngàm cắt đã cắt được hết, không dư như lần trước. Nếu khuôn này dựng đứng lên để cắt thì vôi sẽ tự rơi được ra ngoài. Khuôn này có thể sử dụng được trên máy ép thủy lực. Ok, video này mình sẽ kết thúc ở đây. Video sau mình sẽ thử chế một bộ dụng cụ đột ngàm ống. Các bạn nhớ theo dõi nhé.
Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Bye bye.